Anh Huy cho em hỏi có thằng bạn lấy vợ Bắc Kỳ khi Việt Nam Cộng Hòa trở lại, nó có vợ nó có phải về ngoài đó không? Còn con nó thì sao anh? Bạn em nó theo Nam Bắc hai nhà. Ủa, từ hồi cái con nhỏ đó lấy nó xong rồi đẻ con cho nó, con nhỏ đó vẫn là Bắc Kỳ à? Vậy thì đá đít gì ngoài, đúng rồi. Nói y như nói vậy đó. Nói gì vậy đó. Trời mẹ ơi, mày lấy chồng trong đây rồi mày đẻ con trong đây, mày ở trong đây bao lâu mày vẫn là Bắc Kỳ à? Vậy thì mày đi về ngoài đi. Chứ mày không về ngoài thế nào mà bị người ta chúng chúng quánh mày phù mỏ. Thế trời ơi, mai mốt chị tiếng 17 mọc lên mà cứ đi mẹ bố Bắc Kỳ đây, u Bắc Kỳ đi, nó quánh phù mỏ về. Trời ơi, không có tiền để mà đi đi gọi là thăm nuôi vợ trong nhà thương đâu. Mày nuôi con vợ đó mày cũng nghèo à. Với lại tôi nghiệm hai đứa con mày lắm, nó ra đường nó đi vô trường nó học á, trường người ta học học chữ Nam Kỳ, học văn hóa Nam Kỳ, tự nhiên con mày vô nó nói tiếng Bắc Kỳ, tại nó con vợ mày vẫn là Bắc Kỳ thì nó sẽ dạy cho con mày Bắc Kỳ ngữ. Vô trường nó nói tiếng Bắc Kỳ, cái nguyên trường kỳ thị đó, nhìn 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 giống như con mọi trong rừng mới ra vậy đó. Tội nghiệp hai đứa nhỏ đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cả trường nó nói tụi tao Nam Kỳ tự nhiên có hai thằng Bắc Kỳ con đây. Sao mà sao đặng, sao sao đặng, theo mẹ nó về ngoài luôn chắc luôn. Hiểu không, hiểu như vậy nói không? Mà có nội vô trong đây biết bao lâu mà vẫn là Bắc Kỳ à? Không, ủa Bắc Kỳ là cục cứt hay gì mà nó ghiền nó không bỏ được hả? Ngộ vậy đó. Không bỏ được luôn hả? Qua tới Mỹ rồi, nhập quốc tịch Mỹ xong bố vẫn là Bắc Kỳ nhá. Trời ơi, lạ luôn như ta. Nó giống như gen quỷ vậy đó. Gen con quỷ chứ không phải gen con người á. Các bạn nhập quốc tịch 1.000 nước nó vẫn cứ nói nó là dân Bắc Kỳ. Dạ em nghĩ vợ nó cũng đồng hóa thành Nam Kỳ một phần, nhưng ý em hỏi là theo luật thì sao anh? Tại vợ nó đâu phải công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó anh nói rồi đó. Anh nói rồi. Nếu như nó từ bỏ căn tánh Bắc Kỳ, ủa nó lấy chồng Nam Kỳ nó phải theo Nam Kỳ chứ. Có một câu một tôi là dâu Nam Kỳ nói không được, tôi là gái Bắc Kỳ về ngoại mày. Tôi dâu Nam Kỳ học không xong hả, nói câu đó không được luôn hả, mà làm không được luôn hả, làm không được lớp vô đây làm chi, đá đít về ngoại đúng không? Tôi là dâu Nam Kỳ, ai bắt mày từ bỏ ông bà và tổ tiên cha mẹ mày đâu, nhưng mà mày làm dâu xứ này mày phải nhập gia phải tùy tục chứ, vô tới đây dưới cứ Bắc Kỳ thôi mà giết nước ta nữa gì. Dạy con mày, mẹ mày Bắc Kỳ nhá, bố mày Nam Kỳ, kệ tía hắn mày vẫn Bắc Kỳ nhá, con mày sau này mày đẻ là mày phải dạy cháu của U là cháu của bà là Bắc Kỳ tiếp nhé. Má vậy luôn hả? Không được, không thể được, không thể nào có chuyện đó được, không có nước nào chấp nhận chuyện đó chứ. Giống như đám con mèo con bít qua đây, để con kìa, mày Việt Nam nhá, xíu giờ nó đại rồi mày mốt mày lên mày biến nó thành Việt Nam cho tao. Má giờ nó đại mà nó nghe được chuyện đó rồi, build the world nó đóng cửa nó không nhận nữa, nhập cư vô đá đất nó đuổi hết chứ gì nữa. Tới đây phải thành người da nó đại, con nhập gia phải tùy tục, phải học văn hóa của tụi gia nó đại, học cách ăn cách nói, học cái cách đứng cách nhau phải một thước, không có đứng gần, không có đụng chạm, không có vỗ vai, nhất là con nít không được đụng người ta, rồi nói chuyện cũng vậy, nhìn thẳng mặt chứ không có lắm la lắm lét, rồi vô nhà người ta mà đi xăm xăm không được, trước khi vô nhà phải bấm chuông gõ cửa cho phép mới được vô, bắt tay cũng vậy nữa, người ta chia tay ra trước mới bắt chúng gặp, nhất là gặp gái cái chị đấy không có chuyện đó. Ít nhất đi nữa mày cũng phải a half Canadian chứ không thể nào mày là một thằng Vietnamese mà mày sống trên đất này được, không được. Thành ra cô vợ đó của bạn em phải là tôi là dâu Nam Kỳ, không ai đuổi cái cô đó đi ra đó. Tại sao? Cổ là vợ của một thằng Nam Kỳ, cổ là dâu của Nam Kỳ, cổ là người Nam Kỳ. Nam Kỳ là đất mở rộng vòng tay mà, Nam Kỳ có đóng cửa với ai bao giờ, chỉ có đám Bắc Kỳ á, nó dãy 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 nó sợ đi mẹ bố là Bắc Kỳ nhưng không được đuổi bố, nó sợ sao vậy, nó sợ mẹ bố là Bắc Kỳ thì đuổi bố đúng rồi. Chừng nào á, chừng nào bố là người Nam Kỳ nhá, tại cái giọng của bố như thế không đổi được, chứ bố là người Nam Kỳ nhá, mẹ cũng không liên quan gì ngoài kia nhá. À đó, không ai đuổi mày chân thiệt á, mày có đi nữa người ta cũng cười hè hè, thấy ừ thằng này nó dễ thương, tôi nói trúng chợ chứ gì nữa. Ở trong xứ Nam Kỳ người ta nói chừng 100 cái giọng khác nhau, người Nam Kỳ đâu có bắt bẻ quý vị đâu, không có bắt bẻ. Tại sao người ta bắt bẻ? Tại vì quý vị sống ở xứ này mà lòng dạ quý vị ngoài kia, quý vị là những người phản trắc, quý vị phản quốc, quý vị là nằm vùng phá hoại gián điệp, thành ra người ta mới kỳ thị đúng không, người ta mới đuổi cổ chứ. Ôi trời ơi, gián điệp nằm vùng phản trắc mà không đuổi à, ôm mày vô nuôi à? Không có. Nhưng mà vô đây à, tao thành người Nam Kỳ rồi nhá. Tao không có liên quan ngoài kia nhé. Ô, bảo vệ Nam Kỳ, Nam Kỳ là đầu phết, Nam Kỳ phết, ai đuổi tụi bay bị khùng á. Việt Nam mấy thằng Bắc Kỳ vào đây nó phá hoại chúng mình. À, đó, tao khoái mấy Bắc Kỳ đó. Tao chơi với mấy thằng đó. Build the world, Việt mẹ bố sẽ build the world. Trời ơi, tao chơi với mấy thằng đó. Tao kết bạn với nó. Giống như mấy thằng gốc mé gốc mít vào đây vậy nè. Ai em cà ná đi anh, ai em cà ná đi anh vậy đó. Phát chú đầu, phát chú đầu. Trời ơi, tao khoái mấy mẹ mít đó quá luôn tụi bay. Mặc dù tao nghe cái tiếng tao biết nó không phải là cà ná đi anh. Tao nghe cái giọng là giọng cùi bắp rồi. Nhưng mà nó rõ ràng cái chất cà ná đi anh trong người nó có. Đúng không? Cái giọng thì nó vẫn còn Việt bố, nhưng mà cái chất Nam Kỳ của nó có. Đất Nam Kỳ của người Nam Kỳ, thành ra nếu quý vị muốn ở trên đất Nam Kỳ quý vị phải là người Nam Kỳ, còn không quý vị chỉ là Bắc Kiều thôi, không thể nào thành người Nam Kỳ được. Mà Bắc Kiều tức là dân 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 ngữ cư, ngữ cư là dân gọi là người ta coi giống như là ăn nhờ ở đậu thôi, ở tạm thôi, thì người ta đuổi các bạn phải chịu chứ, thân phận là do các bạn tự chọn mà đúng không. Thành ra cái câu câu hỏi này thực ra rất là đơn giản, hỏi chính cái người đó đó, bạn muốn là người gì, bạn muốn là dân nước nào, tương lai của bạn và con cái bạn nó gắn chặt với cái câu hỏi đó đó.